Biên tập viên Việt Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An và sự tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, tóc là một bộ phận quan trọng với mỗi người. Nó không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn có tác dụng bảo vệ da đầu, điều hòa nhiệt độ thích hợp cho da đầu. Bình thường, trên da đầu của mỗi người có khoảng hơn 100.000 sợi tóc. Thông thường người ta rụng khoảng 30 đến 60 sợi tóc mỗi ngày. Nếu số lượng tóc rụng mỗi ngày trên 100 sợi thì được coi là mắc bệnh rụng tóc. Không chỉ có vậy, khi tóc rụng nhiều còn là yếu tố liên quan đến nhiều căn bệnh khác. Trong chương trình Sức khỏe của bạn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh rụng tóc với sự tham gia tư vấn của bác sĩ Kiều Ngọc Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Chống phong da liễu Nghệ An. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ lúc này, quý vị có thể gọi về số điện thoại 038-6262-999 để được bác sĩ tư vấn và giải đáp. Còn bây giờ, trước khi trao đổi cùng bác sĩ trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin về bệnh rụng tóc. Tóc có cấu trúc hình sợi dài, bao phủ da đầu của người. Thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc là chất sừng, còn gọi là keratin, chiếm trên 70%. Màu sắc tóc do sắc tố có trong tóc quyết định và mang tính chất di truyền. Với thời gian, lượng sắc tố đó sẽ giảm đi và có sự biến đổi. Tóc mọc dài do các tế bào nang tóc sinh sản thường xuyên, nhưng sợi tóc chỉ tồn tại trong một thời gian rồi rụng. Với nam giới, trung bình 2 năm, ở nữ giới lâu hơn khoảng 4 đến 5 năm. Thông thường, mỗi người có khoảng 100.000 sợi tóc trên da đầu của mình và tốc độ rụng tóc tương đồng với tốc độ mọc tóc nên số lượng tóc trên đầu gần như duy trì nguyên vẹn. Ở mỗi người, trung bình khoảng 30 đến 60 sợi tóc rụng mỗi ngày và cũng có gần ấy sợi tóc mới mọc. Bệnh rụng tóc được xác nhận khi số lượng tóc rụng mỗi ngày vượt quá 100 sợi. Để gây ra rụng tóc có rất nhiều nguyên nhân. Rụng tóc có thể do yếu tố bệnh lý, do tuổi tác, do nội tiết. Tết tóc, bệnh tóc quá chặt, tóc bị căng kéo, uốn tóc bằng nước nóng hay hóa chất trong uốn nhuộm cũng gây gãy, rụng, biến dạng sợi tóc. Rụng tóc sau sinh, sau chấn thương lớn, mất máu, bệnh truyền nhiễm như sốt rét, tả, lị, thương hàn, sốt xuất huyết, thiếu vi chất, stress hay có tật tự nhổ tóc cũng gây hiện tượng rụng tóc, gãy tóc. Vì vậy, để khắc phục, cần phải tìm ra nguyên nhân gây rụng, gãy tóc thì mới có phương pháp điều trị phù hợp và hiệu quả. Vâng ạ, thưa bác sĩ Kiều Ngọc Đức, có những nguyên nhân nào gây ra bệnh rụng tóc và có những loài bệnh rụng tóc nào ạ? Thưa chị Việt Anh và thưa quý vị khán giả, thì rụng tóc thì ta phải hiểu nó là một triệu chứng trong nhiều bệnh. Thì như cái đoạn băng mà chúng ta vừa xem thì ta hiểu là tóc là cái sản phẩm của cái nang tóc nó tạo ra, thành thử ra mỗi cái sợi tóc nó phản ánh tình trạng của từng cái nang tóc. Thì rụng tóc có rất là nhiều nguyên nhân, như đoạn băng cũng đã thể hiện, thì những cái nguyên nhân những cái rụng tóc thông thường nhất thì vẫn là cái rụng tóc hàng ngày mà ta quen gọi là sinh lý. Thì đó là tất yếu mà kết thúc của một cái chu kỳ phát triển sợi tóc. Và ngoài ra thì các cái tác nhân hóa học như đoạn băng vừa nêu, như là các cái hóa chất tẩy rửa, rồi là keo xịt tóc, dầu gội vân vân cũng có thể tạo ra những cái rụng tóc. Rồi các cái tác nhân bên trong, ví dụ như các hóa chất mà ta dùng như là các thuốc, như là thuốc chống ung thư cũng gây ra rụng tóc hàng loạt. Rồi các cái tác nhân về vật lý như là các cái tia xạ, rồi các cái tác nhân về nhiệt, về cơ cũng có thể làm cho rụng tóc. Rồi các cái tác nhân khác mà có thể gây ra rụng tóc nữa, như là ta qua đoạn băng đã thấy, đó là sau những cái cuộc phẫu thuật, sau sinh đẻ và sau những cái đợt sốt cũng có thể gây ra cái kém dinh dưỡng cho nang tóc và có thể dẫn đến rụng tóc. Ngoài ra thì rụng tóc có thể là triệu chứng của một số bệnh nội khoa. Vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là thường thường thì khi có cái triệu chứng rụng tóc thì nó liên quan đến những cái bệnh khoa nào ạ? Về các bệnh nội khoa mà có thể gây ra có triệu chứng rụng tóc
thì chúng ta đáng quan tâm đó là cái bệnh hệ thống tóc keo mà được gọi là bệnh lupus ban đỏ, rồi bệnh một cái bệnh mãn tính là bệnh giang mai, rồi các cái bệnh rụng tóc khác mà chúng ta thường gặp đó là rụng tóc từng vùng, rồi là rụng tóc do mất cân bằng nội tiết tố mà ta quen gọi là rụng tóc androgen. Và một cái loại rụng tóc nữa cũng có thể gặp đó là cái rụng tóc do viêm nhiễm. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề bệnh rụng tóc trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM 60MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Quý vị hãy gọi về số điện thoại 0386262999 để được bác sĩ tư vấn. Và bây giờ, trong mục trả lời câu hỏi của khán thính giả, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được qua email và qua đường bưu điện. Thưa bác sĩ, tôi sinh em bé được 10 tháng, nhưng nay tóc luôn bị rụng và mỏng. Xin hỏi thời gian sau sinh như thế thì đã đi ép nhuộm được chưa? Có cách gì để tóc mọc dày hơn và ít rụng đi không? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Tóc tôi thuộc loài tóc mềm sợi nhỏ, chị Đinh Thu Hương ở Nghi Lộc, Nghệ An ạ. Xin mời bác sĩ Kiều Ngọc Đức ạ. Trường hợp của chị mới tả thì mới cho biết thì như thế là chị mới sinh em bé được 10 tháng. Thì thông thường phụ nữ sau sinh khoảng 6-7 tháng thì tình trạng sức khỏe và nội tiết tố đã trở về trạng thái cân bằng và sự phát triển của tóc, của da đã đi vào bình thường. Tuy nhiên cũng có những trường hợp là cái thời kỳ này có thể kéo dài hơn, và cái trường hợp của chị là tương tự như thế. Thì đến nay đã 10 tháng nhưng mà tóc chị vẫn rụng nhiều và mỏng, nhưng chị đã muốn đi ép và nhuộm thì khuyên chị rằng là chưa nên đi ép và nhuộm tóc, vì chị ép và nhuộm tóc thì sẽ có những cái tác nhân về cơ học, về vật lý, về nhiệt học, nó sẽ làm cho tóc có thể rụng nhanh hơn. Để cho tóc, mái tóc của chị đỡ rụng và có thể dày hơn thì khuyên chị là chị nên có cái chế độ ăn uống đủ chất, nhất là các cái protein, mà quan trọng là các protein về thực vật như là đậu phụ, như là sữa đậu nành. Rồi chị có thể bổ sung thêm các cái vitamin như là vitamin nhóm B, vitamin B5, rồi các cái chất cần thiết cho tóc phát triển, đó là lecithin, và ngoài ra chỉ cần bổ sung thêm kẽm và sắt. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi năm nay 36 tuổi, nữ, tóc khô, trẻ ngon và rụng nhiều. Không những thế, một năm trở lại đây thì còn có sợi bạc ngày càng nhiều. Tôi chưa đi khám ở đâu cả, có dùng một số loài lá dân gian thay dầu gội nhưng vẫn không thấy cải thiện gì. Xin hỏi có phải tôi đã bị bệnh rụng tóc hay không? Tôi rất lo vì nếu như thế này thì sớm muộn cũng sẽ trọc đầu ạ. Xin bác sĩ tư vấn giúp ạ. Câu hỏi này của chị Nguyễn Thị Mai Hoan ở thành phố Vinh, Nghệ An ạ. Thưa chị Hoan, là trường hợp của chị mới tả thì như thế là cái mái tóc của chị có cái tình trạng dinh dưỡng nó không được tốt. Thì có lẽ để tốt nhất thì chị nên đi khám ở chuyên khoa da liễu để có cái khám kỹ lưỡng và xét nghiệm đầy đủ. Tuy nhiên nếu như mà chị chưa đi khám được thì khuyên chị rằng là việc đầu tiên là phải biết cách chăm sóc da đầu và tóc tốt, bằng cách nếu như chị gội đầu thì lâu nay chị đã gội bằng các cái lá dân gian rồi. Nhưng lưu ý cho là trong các lá dân gian đó thì chị lưu ý những cái lá có tinh dầu như là lá hương nhu, lá bưởi, lá xả, và không quên có cái lá cỏ hôi. Thì những cái tóc này nó rất hữu ích cho những cái mái tóc khô và trẻ ngọn như của chị. Ngoài ra trong chế độ ăn uống thì chị cố gắng bổ sung đủ protein và có những cái bổ sung thêm các cái chất để làm cho tóc khỏe hơn như là vitamin nhóm B, vitamin B5. Đó là thực sự hữu ích đối với mái tóc của chị. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi năm nay 36 tuổi, tóc gần đây rụng rất nhiều. Vuốt tóc hoặc gội đầu là rụng cả vốc tay tóc. Trên đỉnh đầu nổi mụn ngứa, dãi rớm máu và dịch trắng. Tôi rất hoang mang đi chữa ở bệnh viện. Bôi thuốc thì thấy đỡ một thời gian nhưng tóc vẫn rụng nhiều. Xin hỏi thì bệnh rụng tóc của tôi có liên quan gì đến việc tôi hay uống rượu không? Hoặc cho tôi biết nguyên nhân phát sinh và có cách nào chữa khỏi hẳn bệnh của tôi được không ạ? Câu hỏi này là của Vi Văn Lâm ở Quy Châu, Nghệ An. Dạ. Anh Vi Văn Lâm cho biết những cái triệu chứng của anh như thế thì
Tôi nghĩ nhiều đến là anh bị rụng tóc do viêm đăng lông. Các cái triệu chứng viêm đăng lông của anh là tương đối rõ. Thì những cái triệu chứng viêm đăng lông này như là có mụn, ngứa và chảy nước ở đầu. Thì để điều trị cái tình trạng này thì nếu như anh không chưa đi khám được thì anh hãy dùng các cái dung dịch bôi sát khuẩn và các cái mỡ kháng sinh. Rồi anh có thể dùng thuốc trong như là các cái kháng sinh và thuốc chống ngứa. Dĩ nhiên là hiện nay anh đang còn uống rượu nhiều thì uống rượu rất ảnh hưởng đến cái tình trạng của nang tóc, thì nhất là tình trạng viêm nang lông. Anh uống rượu nhiều nó sẽ làm cho bệnh tình của anh nặng lên và rất khó chữa. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Hy vọng là quý vị khán thính giả đó đánh nghe được cái tư vấn của bác sĩ và điều chỉnh cái chế độ sống phù hợp. Rồi ạ. Trong lúc chúng ta đang trao đổi thì kỹ thuật viên của chúng tôi có kết nối được với quý vị khán thính giả là Phạm Hồng Trương ở Lê Lợi, thành phố Vinh có về gọi về cho chương trình ạ. Xin chào anh Trương ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chào anh. Xin mời anh nêu câu hỏi để được bác sĩ Kiều Ngọc Đức tư vấn ạ. Vâng, vâng. Chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh. Vâng, giờ tôi đã sinh được sinh con được 5 tháng rồi. Nhưng hiện nay là không biết vì lý do gì mà tóc có đổ rất là nhiều bác sĩ ạ. Vâng. Vâng, có nghĩa là sáng mai ngủ dậy là thấy cả nhà toàn là thấy tóc ấy. Nên cũng nóng ruột lắm, nhưng mà thời gian vừa rồi chưa đi khám. Chắc là vì lý do gì đó, cho nên là cũng muốn hỏi bác sĩ là dùng cái thuốc nào hợp lý nhất để mà điều trị vấn đề rụng tóc phù hợp hiện nay ạ. Trường hợp của anh là vợ rụng tóc chứ không phải con rụng tóc rồi ạ? Vâng, rụng tóc anh ạ. Dạ vâng. À, vâng ạ. Thì như khi lúc nãy anh đã xem khi qua cái đoạn băng của chương trình đấy, thì dạ, cái nguyên nhân rụng tóc nó có nhiều. Trong đó dạ, có một trong những nguyên nhân của nó là sau một cái cuộc phẫu thuật, hay là sau một đợt sốt, hay là sau sinh đẻ. Thì dạ, rụng tóc của vợ anh rất có thể là cái rụng tóc sau sinh đẻ. Nó dạ, có một cái rối loạn dinh dưỡng do dạ, cái nội tiết tố chưa được cân bằng. Vì dạ, thế cho nên là có thể chờ đợi và tất cả mọi cái sinh hoạt của anh, của vợ anh nên là bình thường. Thì yeah, sau này cái cơ thể nó tự điều chỉnh và cái nội tiết tố trở lại bình thường thì tóc có thể nó yeah, sẽ hết rụng. Dạ. Thế không có thuốc gì hả bạn? Nếu như mà dùng thuốc thì có thể trước mắt mình dùng những cái thuốc để tăng cường cái dinh dưỡng cho nang tóc. Đó là bổ yeah, sung các cái thức ăn mà giàu đạm, giàu protein. Trong đó có những cái protein thực vật như là đậu phụ, như là sữa đậu nành. Dạ. Rồi có thể dùng thêm các cái vitamin nhóm B như là vitamin B5, dạ, vitamin B5, vâng, và bổ sung thêm kẽm và sắt và những cái hóa chất, những cái nguyên tố kẽm và sắt này nó cũng rất hữu ích đối với cháu. Vâng ạ. Dạ. Anh dạ, nghe rõ tư vấn đúng không ạ? Dạ, rất cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Vâng, vâng. Dạ. Tiếp theo thì chúng tôi xin được kết nối với chị Nguyễn Thị Kính ở Bình Xoài, Bình Phước và với chương trình đặc biệt. Dạ. À, xin mời chị hãy nêu câu hỏi để được bác sĩ tư vấn ạ. Dạ, dạ. Dạ. Chị cứ nếu câu hỏi đi ạ, bác sĩ nghe được và bác sĩ dạ, sẽ tư vấn cho chị ạ. Dạ. Chào chị ạ. Dạ. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Em là Nguyễn Thị Chính ở Bình Phước, hôm nay 32 tuổi. Dạ. Em bị rụng tóc được mấy tháng nay rồi mà rụng nhiều lắm ạ. Vậy em muốn hỏi là bác sĩ là coi là bệnh của em là bệnh gì và chữa bằng cái thuốc gì để cho nó đỡ rụng tóc nữa ạ? Chị cho biết đến mức đó thì có lẽ là chưa thể nghĩ đến là bệnh gì được chị ạ. Riêng cái rụng tóc thì cũng cần phải được khám và xét nghiệm đầy đủ. Chị chỉ cho biết triệu chứng nghèo nàn là rụng tóc nhiều thôi. Thì khuyên chị hãy đến cái phòng khám da liễu gần nhất để chị được khám, xét nghiệm và tư vấn và có cái kế hoạch điều trị nó cụ thể ạ. Chị Kính nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Vâng, cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, khi gọi điện thoại với chương trình, xin quý vị hãy nêu thật rõ những cái triệu chứng của mình để bác sĩ có thể tư vấn một cách cụ thể. Đồng thời thì vì chương trình là phát trực tiếp cho nên là cũng rất mong quý vị hãy cho tiếng TV nhỏ để có thể là nghe được rõ tiếng của bác sĩ tư vấn ạ. Còn bây giờ, vâng ạ, còn bây giờ thì chúng tôi xin kết nối với chị Phạm Thị Hồng gọi về từ Nghệ An ạ. Alo, xin chào chị Hồng. À vâng ạ, có phải tôi Hằng chứ không phải Hồng ạ? À vâng ạ, chị Hằng ạ, xin lỗi chị ạ. À vâng ạ, xin chào chị ạ, xin chào chương trình ạ. Vâng.
À, cho tôi hỏi một chút, cho tôi năm nay 50 tuổi mà từ khi tôi sinh cháu thứ ba năm 92 á, ta bắt đầu có dấu hiệu khoảng 1 năm sau là có dấu hiệu rụng tóc. Mà rụng càng ngày càng nhiều mà từ đó đến nay là hơn 20 năm nhưng tôi cũng không dùng dầu gội đầu, cũng không dùng bất kỳ, chỉ có dùng bồ kề không, không nhuộm, không tẩy, không ép tóc. Không dùng bất kỳ cái gì cả, cũng không dùng cả cái thuốc tẩy cái gì cả mà tóc nó càng ngày càng rụng càng nhiều. Mà kiểm tra ở trên da đầu thì da đầu bình thường cũng không ngứa, không có một cái hiện tượng gì là bệnh đậm cả. Mà số lượng rụng rất là nhiều mà số lượng mọc ít. Và hiện tại bây giờ trên tóc đầu là rất là thưa. Thì muốn xin hỏi chương trình như thế là do cái bệnh gì ạ? Hay là do là da liễu hay là do trong nồi tiết tố hay là cái gì ạ? À, bởi vì là tôi cũng không vì là các cái cuộc như chương trình tôi nói như là hóa thì hóa chất gì đấy. Không có cái gì cả mà nó cũng mọc mà. Số lượng rụng thì rất là nhiều. Mà tóc trước đây mái tóc của tôi rất là mượt, mà bây giờ khoảng 50 tuổi là tóc bạc đã 10 năm nay rồi mà tóc càng ngày càng khô càng thù ra. Vâng, xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ tư vấn cho tôi ạ. Vâng. Vâng ạ. Xin chào chị Hằng. Cái trường hợp mà chị tả như thế cũng tương đối rõ. Thì rất có thể chị đã bị rụng tóc do mất cân bằng nội tiết tố, thì người ta gọi là rụng tóc androgen. Thì báo cáo với chị là những cái trường hợp như chị thì cần phải chăm sóc tóc một cách toàn diện. Thứ nhất là đối với lại mái tóc của chị như thế thì cần phải được gội đầu, tốt nhất bằng những cái thảo dược truyền thống, ví dụ như là những cái lá tinh dầu hương nhu, lá bưởi, lá xả và lá cỏ hôi. Ngoài cái chăm sóc da đầu đó, chị cần phải bổ sung các cái chất dinh dưỡng đủ cho mình, nhất là chế độ ăn đủ đạm protein. Chị nên bổ sung các cái protein bằng thực vật như là đậu phụ, như là sữa đậu nành. Và trong cái chế độ thuốc men, chị cần bổ sung thêm cái L-citin, rồi vitamin nhóm B như là vitamin B5, rồi chị bổ sung cả kẽm và sắt. Và nhất là trong trường hợp của chị, nó cái nội tiết tố muốn cân bằng được thì cần có một cái axit amin gọi là L-arginin, thì chị nên bổ sung về trong cái chế độ dinh dưỡng của mình. Thì đó, chị có thể đến các cái nhà thuốc để chị mua. Cái đó nó là một loại thực phẩm chức năng nhưng mà nó có rất là hữu ích trong cái cân bằng nội tiết tố và giúp cho mái tóc của chị nó cải thiện được cái tình trạng xấu như lâu nay. Chị Hằng nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Tôi rất là nghe rõ rồi. Vâng. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin được cảm ơn chị. Tiếp theo chúng tôi xin kết nối với khán thính giả Lê Văn Thuyết gọi về từ Thạch Thành của tỉnh Thanh Hóa. Xin chào anh Thuyết. Alo. Ạ. Vâng, chào. Vâng. Xin mời anh nếu có hỏi cho bác sĩ đi ạ. Vâng, chị ơi, cho em gọi bác sĩ đi ạ. Vâng ạ. Vâng, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh ạ. Vâng, bác ơi, cho em hỏi đi này, hôm nay em 28 tuổi mà tóc nó rụng khoảng 3 năm nay rồi, nó cứ rụng hói ở cái chỗ giữa đầu ấy. Bà đã đi xét nghiệm ở trên bệnh viện da liễu ở trên Thái Bình, ở trong Thanh Hóa, thì họ bảo là bị rụng tóc kiểu hói, thì là bây giờ dùng thuốc như nào ạ? Mà họ cho thuốc thì em dùng nó không thấy nó lên tóc mà nó chỉ lên tơ tơ thôi. Vâng ạ. Cái trường hợp rụng tóc của anh như anh tả thì ở đó rất có thể là cái rụng tóc do mất cân bằng nội tiết tố, hay còn gọi là rụng tóc androgen. Thì báo cáo anh là trường hợp rụng tóc này thì nó sẽ dẫn đến hói. Thì trường hợp của anh điều trị thì nó cũng làm giảm cái tốc độ hói. Thì đối với những cái mái tóc như của anh thì cần phải chăm sóc một cách đầy đủ. Thì trước hết là về chế độ dinh dưỡng thì anh cũng cần phải có những cái chế độ đầy đủ về đạm, và đặc biệt là để cân bằng cái nội tiết tố thì anh cần phải bổ sung trong cái thuốc men của mình là có axit amin L-arginin, thì cái này nó giúp cho cải thiện cái mất cân bằng nội tiết tố và giúp cho mái tóc mất cân bằng nội tiết tố. Thì để trở lại thì vì cái mái tóc khi mà có cái rụng tóc do cái mất cân bằng nội tiết tố này ấy, thì rất là các cái phương pháp điều trị khác thì rất là khó để lấy lại sự bình thường. Thì đối với anh thì cần phải bổ sung những cái axit amin như thế. Ngoài ra thì anh cũng cần phải có những cái chất để kích thích tóc mọc khỏe hơn như là vitamin B5, rồi bổ sung thêm cả sắt và kẽm. Vâng. Bác ơi, cho em hỏi chút là bây giờ em đang định mua cái sản phẩm Mắt 2
thì là nó có được không ạ? Ở trên thị trường nó đang có cái thuốc là Mắc 2 ấy. Mắc 2 ạ? À, mà, tức là bây giờ anh đang định mua cái thuộc Mắc Hé phải không ạ? Mắc Hé vâng. Mắc Hé đúng không ạ? Mắc Hé. Bằng Mắc Hé. Mắc Hé thì tôi cũng chưa được nghiên cứu kỹ các nghe này, nhưng mà cũng có nghe qua một số người trao đổi, một số bệnh nhân trao đổi thì Mắc Hé này hình như nó cũng có cái hình như cũng có cái sản phẩm cũng có cái axit amin là R-arginine thì cái này cũng có một số người dùng đã thấy có kết quả. Vâng ạ, có kết quả và có cải thiện cái tình trạng rụng tóc thì anh dùng cái sản phẩm này chắc là theo tôi có lẽ là có cải thiện. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, xin được cảm ơn. Chào chương trình ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Quý vị hãy gọi điện thoại về số 0386262999 để được bác sĩ tư vấn và giải đáp. Còn bây giờ chúng tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị đã gửi về bằng đường email và đường bưu điện để được bác sĩ Kiều Ngọc Đức tư vấn. Thưa bác sĩ, bé nhà tôi vừa tròn 5 tháng nhưng cháu đã bị rụng tóc. Bây giờ tóc cháu chỉ còn lưa thưa, nhất là phần trên trán. Trước khi rụng tóc thì cháu có bị sụt 3 ngày. Tôi rất lo không biết đây là biểu hiện của bệnh lý nghiêm trọng không ạ? Mong bác sĩ giải đáp giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi này của chị Phan Thị Quyên ở thành phố Vinh ạ. Cháu nhà chị Quyên được 5 tháng và cháu hiện nay đang có tình trạng rụng tóc. Và trước đây có một thời gian cháu bị sốt. Như thế thì rất có thể trong trường hợp này cháu bị rụng tóc sau sốt. Thì thường thường sau sốt thì cũng có tình trạng là rối loạn cái dinh dưỡng ở cái nang tóc và làm cho một thời gian sau thì làm cho tóc bị rụng đi. Tuy nhiên ở trẻ nhũ nhi thì vẫn có cái tình trạng là các cháu rụng tóc là một triệu chứng của còi xương. Vì vậy cho nên là khuyên chị nên đưa cháu đi đến cái phòng khám nhi để được chẩn đoán, để được xét nghiệm đầy đủ và có cái tư vấn điều trị phù hợp. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Cháu là nam 28 tuổi, cách đây 3 năm thì bị rụng tóc, cho đến nay và số lượng tóc rụng thì càng ngày càng nhiều, khoảng 40 đến 70 sợi một ngày nhưng mà làm nhiều đợt. Thường rụng nhiều nhất là khi đi ngủ, đi tắm và khi chải tóc. Trên đầu cũng đổ mồ hôi rất là nhiều, vùng trán hoặc đỉnh đầu. Vậy thì xin hỏi đó có phải là những cái nguyên nhân không? Và để tóc ướt thì có phải là gây rụng tóc hay không? Tóc và da đầu của cháu là da đầu nhơn. Cháu có đi khám và sử dụng thuốc nước để sức nhằm làm giảm lượng tóc rụng và mọc tóc. Khi sử dụng thì thấy lượng tóc rụng có giảm, nhưng mà khi ngưng thì tóc lại rụng và dẫn đến hói, làm tóc ít đi. Tóc thì rất mềm và chân tóc mỏng. Hiện nay thì còn xuất hiện cả gao nữa. Và xin hỏi bác sĩ đấy có phải là nguyên nhân hay không? Hay là cháu bị một bệnh gì khác ạ? Câu hỏi này là của bạn Đức Duy ở thị xã Cửa Lò ạ. Xin hỏi bác sĩ ạ. Vâng ạ. Đối với bạn Duy thì có cái tình trạng rụng tóc và mồ hôi trên da đầu nhiều. Và hiện nay lại có bã, chất bã ở da đầu. Thì trường hợp này chúng tôi nghĩ nhiều đến cái rụng tóc do mất cân bằng nội tiết tố. Thì trường hợp của bạn rụng tóc đã kéo dài và rụng tóc nhiều như thế thì hiện nay đang có cái tình trạng mồ hôi ở da đầu nhiều và bạn đang còn có cái lo lắng. Thì theo tôi bạn không nên quá lo lắng về tình trạng mồ hôi đó, vì cái mồ hôi ở da đầu nó không phải là cái nguyên nhân trực tiếp để gây ra cái rụng tóc. Tuy nhiên nó cũng có thể là cái nguyên nhân gián tiếp. Chẳng hạn như nếu mồ hôi nhiều và để chỗ thời gian ướt kéo dài phối hợp với cả da đầu nhờn thì nó sẽ làm cho cái tình trạng nang lông dễ bị viêm nhiễm. Và cái viêm nhiễm này là cái tình trạng nó sẽ dẫn đến rụng tóc. Và vì thế cho nên nó là một cái nguyên nhân gián tiếp dẫn đến rụng tóc. Tuy nhiên trong các cái triệu chứng của bạn còn có cái triệu chứng bạn kể là hiện nay là bạn đang còn có gàu, có nghĩa rằng là ở đây đang có cái tình trạng tiết bã, viêm da tiết bã. Thì thường là cái viêm da tiết bã thì có phối hợp trên những cái rụng tóc do mất cân bằng nội tiết tố, gọi là rụng tóc da dầu. Thì những cái trường hợp này cũng là bình thường. Thì đối với bạn có thể cần phải điều trị, cần phải chăm sóc cái mái tóc này giống như những cái trường hợp là rụng tóc da dầu hay là rụng tóc androgen, tức là rụng tóc mất cân bằng nội tiết tố đấy. Thì
cần phải có, đối với mái tóc của bạn thì cần phải có cái những cái dầu gội mà làm cho khô tóc, và gội xong thì nên bạn nên có cái thổi tóc thường xuyên, thổi tóc khô ngay chứ đừng để ẩm ướt. Ẩm ướt nó dễ dẫn đến là cái viêm nhiễm năng lông, và đó là cái nguyên nhân để gián tiếp để dẫn đến rụng tóc thêm. Ngoài ra cái viêm da tiết bã cũng có thể làm cho cái viêm năng lông tăng lên, thì bạn nên điều trị cả cái viêm da tiết bã. Những cái tình trạng này thì bạn nên cần phải đến cái phòng khám da liễu gần nhất để bạn có được cái tư vấn điều trị phù hợp hơn. Vâng ạ. Một câu hỏi nữa là của bạn nữ 20 tuổi. Cách đây khoảng 6 tháng thì cháu nhận thấy sau mỗi lần gội đầu thì tóc rụng khá nhiều. Mỗi lần cháu lấy tay vuốt tóc thì thường rụng khoảng 7 đến 10 sợi. Trên chân những sợi tóc đó thì có những cái cục sưng như là mụn trứng cá. Ngoài ra thì lông tay chân và lông mày của cháu cũng rụng, cũng rất là dễ rụng ạ. Cháu thật sự hoang mang không biết là mình đang bị bệnh gì. Xin bác sĩ tư vấn giúp ạ. Câu hỏi này là của bạn gửi từ email hoamaitk@com.com. Những cái triệu chứng bạn nêu như là có ở rụng ra, tóc rụng và ở chân tóc có một nút sừng giống như một trứng cá, thì cái triệu chứng này giống như triệu chứng của một cái tình trạng viêm năng lông. Thì ngoài ra bạn lại còn có cái rụng lông lan tỏa ở nhiều vị trí, bạn kể là cả tay chân và các chỗ khác cũng có thể rụng. Vì thế cho nên là để có một cái chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp thì xin bạn hãy đi đến cái phòng khám da liễu để có sự khám xét kỹ lưỡng và có xét nghiệm đầy đủ. Tuy nhiên nếu như bạn mà chưa đến được phòng khám da liễu thì khuyên bạn là trước mắt những cái vùng rụng tóc mà có cái cục sừng giống như bạn tả, giống như mụn trứng cá đó, thì bạn đã điều trị giống như tình trạng viêm năng lông, tức là bạn hãy bôi cái kem mỡ kháng sinh và dùng kháng sinh trong một thời gian 1-2 tuần. Vâng ạ. Xin được hỏi thêm một câu hỏi nữa. Cháu năm nay 19 tuổi bị rụng tóc nhiều ở phần đỉnh đầu sau thời gian ngắn khoảng 3 tháng. Cháu có đi khám da liễu và bác sĩ bảo thì da đầu vẫn bình thường. Cháu thường hay bị stress, căng thẳng, mất ngủ và lo lắng nhiều. Xin hỏi cháu nên điều trị như thế nào và có thể điều trị bằng thuốc đông y được không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi này của bạn Lê Thị Ngọc Huệ gửi về từ Đại học Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh ạ. Vâng, bạn là một thanh niên và tuổi trẻ mà hiện nay tóc bạn đang rụng như thế thì bạn lo lắng là chúng tôi cũng rất thông cảm chia sẻ. Tuy nhiên là lo lắng và lo lắng trong những trường hợp như thế này thì rất là không tốt cho cái mái tóc của bạn. Vì càng lo lắng, mất ngủ thì cái tình trạng năng lông lại càng bị xấu đi và tóc càng rụng nhiều hơn. Vì thế cho nên khuyên bạn lúc này bạn hãy không nên lo lắng nhiều và tránh mọi stress để có cái giấc ngủ bình thường, đưa lại một cái tâm sinh lý bình thường để giúp cho năng lông phát triển bình thường và có cái ổn định cho mái tóc. Trong trường hợp của bạn thì điều trị đông y rất là hữu ích, nhất là những cái bài thuốc y học cổ truyền mà có hà thủ ô để giúp cho mái tóc lấy lại cái sinh lý bình thường. Đồng thời những cái bài tóc về dưỡng tâm an thần, những cái bài thuốc về dưỡng tâm an thần thì giúp cho bạn sẽ ổn định về tâm lý, tránh được stress và giảm được cái lo âu, cái mất ngủ, và cái mái tóc của bạn sẽ được tốt hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình đã hết. Chương trình chúng tôi xin được dừng tại đây. Cảm ơn bác sĩ Kiều Ngọc Đức đã đến tham gia. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn hoặc nghe lại ở địa chỉ trang web radiovietnam.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề bệnh dị ứng da. Quý vị quan tâm hãy liên lạc về chương trình theo địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc gửi email về địa chỉ sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại đăng ký về số điện thoại 0386262999 vào tất cả các ngày trong tuần. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.